Buổi học đầu tiên mình dạy cho sinh viên năm 2 tại Úc. Hôm nay mình dạy môn lập trình hướng đối tượng. Môn này chỉ dành cho những bạn đã vượt qua môn lập trình cơ bản ở năm 1. Trước khi vào bài học, mình ôn lại kiến thức cũ cùng các bạn học sinh theo giáo trình của bên Úc. Ví dụ như giải thích sự khác biệt giữa hai khái niệm. Ở đây, declare có nghĩa là mình khai báo kiểu dữ liệu của một biến. Còn initialize nghĩa là gán một giá trị cho cái biến đấy. Tiếp đến, mình tự tạo ra một số ví dụ để ôn lại kiến thức về hàm, tham biến và giá trị trả về. Tiếp đến là phạm vi hoạt động của một biến. Dòng số 5 không chạy được tại cái biến đấy ở ngoài hàm. Tiếp đến, mình giảng về biểu đồ UML và cùng mọi người tạo một cái project mới ở trên phần mềm Visual Studio. Một tiếng tiếp theo mình đi vào nội dung chuyên sâu của bài giảng. Thường mình vừa giảng vừa code theo luôn và mình đặt những câu hỏi vì sao cho sinh viên. Cuối cùng mình hướng dẫn mọi người cách sử dụng hệ thống của trường để nộp bài. Đây là một hệ thống mã nguồn mở mà sau này mình chắc chắn cũng sẽ sử dụng nếu như mình có một trung tâm dạy học riêng. Mình rất vui khi mà cuối buổi có một bạn sinh viên người Việt lên chào mình vì biết mình qua kênh YouTube. Trên YouTube anh nhìn khác. Thế là kết thúc một ngày đi làm của mình. Ngày nào mình cũng làm đến 9 giờ tối. Khá là mệt nhưng mà lao động là vinh quang.